không quen không biết dễ dàng bình luận lời bất thiện, tạo nhân bất thiện. Đến năm hạn năm hung, quả bất thiện sẽ hồi báo là điều không phải bàn. Người nói lời bất thiện, nói lời thị phi, bạn nên thông cảm, vì trong tâm của họ đang chất chứa hạt giống sân hận. Khi không đáp lại lời thị phi ấy, bạn tự gieo nhân lành cho chính bản thân mình. Nhân lành nhân thiện này đến năm hạn năm hung chẳng điều gì phải lo lắng cả. 1986 Bính Dần trong năm 2022 không phải là năm lành. Dần trùng dần nhằm bính khắc nhau, càng bất lợi hơn với ai sinh từ 9 tháng 2 cho đến 9 tháng 3 và 6 tháng 8 cho đến 3 tháng 9. Để kiểm tra được dụng thần mệnh khuyết, các bạn vào hai website của Khải Toàn, vào đúng tuổi của mình, kéo xuống có hướng dẫn khá chi tiết. Ví dụ 1998 tuổi Mậu Dần, nhóm sinh từ 21 tháng 9 cho đến 19 tháng 10, nhằm chữ Tân Dậu, dụng thần là khuyết mộc. Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Bất luận bạn tuổi gì, dù vận hạn năm Nhâm Dần hay năm Quý Mão ra sao, khi bạn sống thiện lành, không sân si mạn nghi, thì năm nào cũng là năm lành. Sống nơi nào thì nơi ấy sẽ vượng khí. Khải Toàn xin chia sẻ vài mật mã của tuổi Dần trong năm 2022 và cả năm 2023, tức năm Nhâm Dần và năm Quý Mão. Tuổi Dần nói chung là những người mạnh mẽ, họ có khí chất. Khuyết điểm lớn nhất của họ chính là sự nóng giận. Người mà không điều phục được cơn nóng giận của mình, dù có tài giỏi cỡ nào cũng dễ trở thành nạn nhân của cơn giận dữ. Người càng dễ nóng giận càng nên tập hành thiền. Tuổi Dần hạn Thái Tuế vào các năm Dần Thân Tỵ Hợi, hạn Tam Tai vào các năm Thân Dậu Tuất. Khải Toàn đã làm nhiều video nói về hạn Tam Tai hoặc Thái Tuế, mời các bạn xem thêm. Về tuổi Dần gặp năm Mão là có sao Hàm Trì. Hàm Trì chủ về đào hoa, ăn nói khéo, làm về dịch vụ rất tốt. Những vị gia chủ làm nghề giao tiếp thường nhờ Khải Toàn hướng dẫn kích sao Hàm Trì. Đây là sao đào hoa gặp gỡ nhân duyên. Xem mệnh biết mệnh mới có thể cải vận. Dùng phong thủy tốt là một phần để cải biến. Chính yếu vẫn là tu sửa tâm tánh. Tu là sửa, xem để biết vận hạn, để sửa, không phải để rước thêm phiền não vào lòng. Xem vận hạn để rồi thêm lo lắng, chẳng khác gì gom rác vào nhà. Người mà lo lắng thái quá, sợ đủ điều, chẳng thể nào tạo ra khí trường tích cực cho những nơi mình sinh sống và cả những nơi mình làm việc. Phong thủy càng không thể xoay chuyển được nhân quả. Video này nói về pháp hơn là nói về xem vận hạn, vì xét mệnh dựa vào năm sinh mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên, Khải Toàn sẽ bật mí cách tìm ra dụng thần cho tuổi Dần dựa theo từng tháng sinh. Khi bạn xem một video, bạn đọc một bản tin, bạn bình luận lời bất thiện là tạo ra nhân bất thiện. Bạn bình luận lời thiện lành là tạo ra nhân lành. Dù bạn tạo ra nhân lành hay nhân bất thiện, người đầu tiên nhận chính là bạn. Vì vậy, khí trường suy hay thịnh một phần do tâm tính của bạn. Nếu bạn chịu khó mỗi ngày hành thiền 10 phút, đó là nhân lành. Nếu bạn có tính tâm, bạn không cần thỉnh gì cả, cũng không cần cúng bái. Bạn có thể chọn cho mình một vật thường xuyên sử dụng. Khải Toàn sẽ hướng dẫn các bạn tự chú nguyện vào, giúp cho vật này có linh tánh, giảm đi vận hạn không tốt. Với điều kiện bạn là người có tính tâm, là người sống chân thiện. Mệnh của bạn, phước phần đời này là tạo tác từ đời trước, được hình thành bởi sinh thần bát tự, tức 8 ô 5 tháng ngày giờ sinh. Mệnh của bạn có tài phú hay không có thể nhìn thấy trong 8 ô sinh thần bát tự này. Bài này Khải Toàn đã chia sẻ một phần về mệnh theo bát tự tứ trụ và các mật mã liên quan, không bàn về mệnh theo năm. Mệnh tính theo năm khó lòng chính xác.
Trong bài này đề cập về mệnh ngày sinh. Nếu các bạn chịu khó xem, vào trang website của Khải Toàn tìm hiểu thêm, tự biết các mật mã của bản thân, các mật mã quan trọng để tự cải vận. Video này dành cho người đủ cơ duyên, dành cho người đủ kiên nhẫn. Ở đời chẳng việc gì thành nếu thiếu đi sự kiên nhẫn, thiếu đi sự tinh tấn. Chẳng có quả ngọt nếu trước đó bạn không tạo nhân lành. Để gia trì sái tịnh cho một vật phẩm nào đó có linh tánh, giảm trừ vận xấu, giảm trừ vận bất lợi, các bạn hãy chọn một món trang sức, một vật dụng thường xuyên bên mình. Ví dụ chiếc vòng, chiếc đồng hồ hoặc chiếc nhẫn. Lau chùi bằng khăn sạch sẽ, bằng nước sạch. Đặt lên bàn thờ vài hôm, sau đó cầm và đứng trước bàn thờ để chú nguyện. Nhà không có bàn thờ, hãy chọn một nơi nào đó yên tĩnh, chọn một giờ nào đó thật thuận tiện. Tạm buông xả công việc và những nỗi lo khác đi. Bạn khấn nguyện: con xin dùng tâm thành của mình kính mong chư Phật, các vị thổ thần thổ địa, kính mong ông bà, kính mong những vị khuất mặt khuất mày được gia hộ, cầu cho mọi người được bình an. Con nguyện nghĩ thiện, sống thiện. Con nguyện tu dưỡng tâm tánh giúp cho thanh tịnh, dùng năng lượng thiện lành của mình cầu cho vật này có được năng lượng thiện lành, giảm trừ điều xấu. Hành động này chính là cách truyền năng lượng vào vật chất. Giống như việc ta cảm nhận một ai đó khi ta nhìn vào một người khác, dùng lời động viên khi họ đang đau khổ, giúp họ nhận được năng lượng tích cực, giảm đi vài phần phiền não. Các bạn vẫn có thể đọc một đoạn kinh trước khi chú nguyện. Hành động chú nguyện này không chỉ áp dụng vào đồ vật, sẽ vô cùng linh nghiệm. Khi bạn chú nguyện vào thức ăn, thức uống cho người thân khi họ đang bệnh hoặc đang đau khổ. Cuộc sống nhân sinh này, vũ trụ bao la này, sức mạnh thật sự là những thứ vô hình, không phải thấy được bằng mắt. Ví dụ như những suy nghĩ, ý chí con người, chúng ta không thể nào thấy được chúng. Nhưng những dòng suy nghĩ này có thể chi phối mọi việc. Năm 2022 Nhâm Dần và 2023 Quý Mão, Nhâm Quý hành Thủy, Dần Mão hành Mộc, thường có lợi với những ai sinh sau tháng 9 đến tháng 1 dương lịch vì đa phần thiếu mộc. Người cần mộc thường sinh mùa thu và mùa đông, người cần thủy thường sinh mùa hè. Tuổi Dần gặp năm Dần là hạn thái tuế, chủ về thị phi, sức khỏe kém, dễ cáu gắt. Hạn thái tuế thường không cần cúng kiến giải hạn gì cả, bạn chỉ cần tu dưỡng tâm tánh, không nên can dự chuyện người khác. Như đã nêu ở phần đầu, bạn có thể thỉnh một vật phẩm để giảm hạn, bạn có thể tự chú nguyện vào một vật nào đó bên mình. Nhưng trên tất cả, bạn cần chỉnh sửa tâm tính của mình là chính. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, mệnh ngày sinh là một mật mã rất quan trọng. Bạn có thể xem thêm hình minh họa này, tự tra lá số của mình, ghi lại thông tin cho dễ kiểm nghiệm. Những ai sinh mệnh ngày thuộc kỷ năm 2022 có chữ nhâm là gặp cung tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc mậu năm 2023 có chữ quý là gặp cung chính tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc tân gặp năm Dần 2022 là cũng gặp cung chính tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc canh gặp năm Mão 2023 là có cơ hội phát tài. Cuối cùng, năm 2022 ai sinh mệnh ngày quý hoặc ất cũng có cơ hội về tài lộc. Chính tài là một mật mã về tài lộc từ công sức, là một mật mã có tài và tích trữ tiền tài. Một anh chủ cơm tắm quận 3 sinh năm 62 năm Dần hỏi Khải Toàn: năm này năm Dần là 5 tuổi, mình mở thêm chi nhánh mới, không biết có nên không, không biết có nên kiêng kỵ gì hay không. Khải Toàn thưa: ở tuổi ngoài 50-60, anh còn lưu tâm nhiều đến năm tuổi năm hạn, chẳng khác nào tự mang tư tưởng phiền não vào chính tâm trí của mình. Một năm 12 tháng, vòng đời có lên có xuống như hình kim tự tháp. Năm này năm nọ, chính yếu vẫn là nhân quả. Nếu trước kia anh không tạo nghiệp bất thiện, đến năm hạn năm tuổi sẽ không có trở ngại lớn.
đủ duyên thì anh nên làm. Đời này không có trở ngại, khó lòng vươn lên. Trở ngại sẽ cho anh thêm kinh nghiệm. Vì vậy, hãy loại bỏ tư tưởng tiêu cực là một cách để cải biến vận hạn. Cũng như trường hợp vừa nêu trên, lo sợ năm tuổi không thể xây cất nhà, không nên cưới hỏi hay sao? Không nên sinh con, quả thật là mê lầm. Mê ở đây là huyễn hoặc tự chính tâm trí của mình. Bằng những suy nghĩ thiếu tích cực, có phước tài sản mới có được nhà cửa, biết bao người không có được điền trạch, có duyên có nợ mới thành vợ chồng con cái. Ngày lành tháng tốt hay chỉnh thể phong thủy là sự khởi đầu để thuận lợi, giúp mảnh đất đó được dung hòa hơn, không phải phép màu biến đen thành trắng. Phần này Khải Toàn nói từng tuổi dần khác nhau, phần sau video có hướng dẫn tìm dụng thần theo tháng năm sinh. Dù tốt hay xấu, cách cải vận tốt nhất vẫn là cải biến từ tâm. Tu tâm là chỉnh sửa tâm tánh. Khi đó có thỉnh thêm vật gì đi nữa, chỉ là một tác động trợ lực nhỏ thêm thôi. Chính yếu vẫn là tâm tánh của bạn. Ngoài ra, vận hạn của bạn, tài lộc của bạn phụ thuộc vào phong thủy ngôi nhà bạn đang sống. Canh dần 1950 và 2010. Canh hành kim gặp năm nhâm hay năm quý hành thủy bị tiết hao. Dần trùng dần, vận hạn bất lợi với ai sinh đầu năm vào các tháng dần mão thìn. Đến năm 2023 vẫn có chuyển biến tốt hơn, vẫn trừ người sinh vào đầu năm sẽ khá tốt về tài lộc với những ai sinh từ 12 tháng 9 cho đến 10 tháng 10 của năm 1950. Nhâm dần 1962 gặp tiểu vận 2022 nhâm dần là phạm phục ngâm, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thị phi, càng bất lợi nếu sinh vào các tháng dần mão thìn và các tháng dần thân, hoặc sinh ngày mậu hành thổ. Vận suy này sẽ không ảnh hưởng nhiều với ai sinh vào các tháng dậu tý sửu, tầm từ tháng 9 đến tháng 1 dương lịch. Phạm phục ngâm ảnh hưởng ít nhiều, nên xem lại đời sống trong quá khứ. Khả năng tổn thất cao nhất với ai sinh từ 31 tháng 7 cho đến 29 tháng 8 và 5 tháng 2 cho đến 5 tháng 3 năm 62. Tốt ai sinh từ 30 tháng 8 cho đến 27 tháng 10 năm 1962. 1962 nhâm dần qua năm 2023 là năm khá tốt nói chung, trừ những người sinh tháng dần mão, tức từ 5 tháng 2 cho đến 4 tháng 2 năm 62 dương lịch. 1974 giáp dần. Trong năm 2022, giáp hành mộc, nhâm hành thủy được tương sinh là thuận, có cơ hội về tài lộc. Hao tổn và tinh thần kém với ai sinh từ 23 tháng 1 cho đến 21 tháng 2 và 18 tháng 9 cho đến 15, xin lỗi, 18 tháng 8 cho đến 15 tháng 9. Ngược lại, tốt với nhóm sinh từ 16 tháng 9 cho đến 13 tháng 11. 1974 trong năm 2023, năm Quý Mão. Bất lợi với ai sinh từ 23 tháng 1 cho đến 21 tháng 4. Giai đoạn này dễ giúp sai người vì tính tình khá quân tử. Ngược lại khá thuận lợi với nhóm sinh từ 19 tháng 7 cho đến 14 tháng 10 vì đa phần thiếu mộc. 1974 trong năm 2023 có sao hàm trì, chủ về nhân duyên, đào hoa, ăn nói, gặp gỡ, tốt cho ngành nghề làm dịch vụ. 1986 bính dần trong năm 2022 không phải là năm lành. Dần trùng dần, nhâm bính khắc nhau, càng bất lợi hơn với ai sinh từ 9 tháng 2 cho đến 9 tháng 3 và 6 tháng 8 cho đến 3 tháng 9. 1986 bính dần trong năm 2023, năm mão sẽ khởi sắc hơn, nhất là với nhóm người sinh từ 7 tháng 7 cho đến 3 tháng 10 và nhóm người sinh từ 1 tháng 12 cho đến 30 tháng 12. Bính dần gặp năm dần là phạm thái tuế, gặp năm mão là có sao hàm trì. Sao hàm trì chủ về đào hoa, nhân duyên, ăn nói, tốt cho người làm về giao tiếp và dịch vụ. Dù thế nào các bạn bính dần nên biết, đời sống trong quá khứ các bạn không tạo nhân bất thiện, không bình luận lời bất thiện, thì đến năm hạn hay năm hung, mọi việc đều không quá lo lắng.
1998 Mậu Dần trong năm 2022 cũng không phải là năm lành. Dần trùng dần là thái tuế, chữ nhâm và chữ mậu khác nhau, dễ xung đột và đố kỵ, càng bất lợi hơn với ai sinh từ 28 tháng 1 cho đến 26 tháng 2 và 22 tháng 8 cho đến 20 tháng 9. Ngược lại, với những người sinh 21 tháng 9 cho đến 18 tháng 11, hành vận khá hơn. 1998 Mậu Dần trong năm 2023, năm Quý Mão là năm khá thuận lợi với ai sinh từ 23 tháng 7 năm 98 cho đến 16 tháng 1 năm 99. Vì đa phần khuyết mộc. Mậu Dần gặp năm Dần là thái tuế. Dần gặp năm Mão là có sao hàm trì, chủ về đào hoa, nhân duyên, ăn nói, phù hợp ngành nghề, dịch vụ và giao tiếp. Các bạn sinh năm 98 nên biết, tuổi này còn rất trẻ, tính tình còn khá háo thắng. Nếu trước kia bạn không đối kỵ với thị phi, không dùng lời bất thiện, thì đến năm Hạn năm Hung này sẽ trôi qua như một cơn gió. Ngược lại, nếu trước đây bạn dùng lời thị phi, bạn đối kỵ với người khác, thì đến năm Hạn năm Hung, mọi nhân quả trước kia sẽ quay đầu hồi đáp. Bất luận bạn tuổi gì, dù vận Hạn năm Nhâm Dần và năm Quý Mão ra sao, khi bạn sống chân thiện, năm nào cũng là năm lành, sống nơi nào nơi ấy sẽ vượng khí. Như trên Khải Toàn đề cập, xem vận hạn nhằm trải nghiệm, không phải xem để thêm lo lắng, chẳng khác nào lấy rác cho vào tâm trí của mình. Giả dụ khi thấy việc bất bình, nếu bình luận lời bất bình là tạo thêm nghiệp, là tự đem rác vào tâm của mình. Người nói lời bất thiện, người đầu tiên nhận chính là bản thân người nói. Vì vậy, xem vận hạn để tự khắc phục. Ở đời này sống để kiếm tiền, không phải sống để kiếm chuyện. Nghĩ được, làm được như vậy, mai ra mới có được phong thủy tốt. Để kiểm tra được dụng thần mệnh khuyết, các bạn vào hai website của Khải Toàn, vào đúng tuổi của mình, kéo xuống có hướng dẫn khá chi tiết. Ví dụ 1998 tuổi Mậu Dần, nhóm sinh từ 21 tháng 9 cho đến 19 tháng 10, nhằm chữ Tân Dậu, dụng thần là khuyết mộc. Những hướng dẫn trên mang tính tham khảo, chính yếu vẫn là ở bản thân của bạn, dụng như thế nào, có kiên trì hay không. Đừng vội quan tâm đến vận mệnh khi tâm bạn chưa an, chưa tin vào chính bản thân của mình. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.